Bệnh nhân số 175 có kết quả xét nghiệm âm tính thì khoa chấn thương chỉnh hình không còn phải cách ly nữa và trở lại hoạt động bình thường. Như chúng tôi đã thông tin thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo đối với 5 thành phố lớn trên cả nước, đó là các hàng quán kinh doanh không thiết yếu thì phải đóng cửa. Người dân được yêu cầu là hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Vâng, phóng viên Chào Buổi Sáng đã ghi lại những hình ảnh tại Hà Nội vào chiều qua, tức là 4 ngày sau yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ. Người dân Hà Nội đã thực hiện nghiêm chỉ đạo này, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, đường phố vắng vẻ như những ngày Tết. 5 giờ chiều.